Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Quyển sách Đời thay đổi khi ta thay đổi, Gen Z hạnh phúc. Tác giả Andrew Matthews. Dịch giả Đặng Thị Bích Nga. Đơn vị ủy thác bản quyền Seashell Publishing thông qua Squirrel Rights Agency. Giọng đọc Lê Yến. Lời giới thiệu. Đã bao giờ bạn nghĩ ước gì mình trưởng thành hơn, ước gì mình giàu có hơn, ước gì mình xinh xắn hơn, ước gì cha mẹ mình không như thế? Có bao giờ bạn nghĩ rằng chẳng một ai thấu hiểu mình cả? Liệu bạn đã bao giờ thắc mắc liệu mình có đang yêu không? Hay đã bao giờ bạn tự hỏi mình có bình thường không nhỉ? Nếu đáp án cho tất cả các câu hỏi trên đều là có, thì cuốn sách này chính là món quà dành cho bạn. Gen Z hạnh phúc, cuốn sách dành cho tuổi teen nhiều ưu tư hay mơ mộng, khao khát thực hiện nhiều hoài bão và cũng dễ mắc sai lầm. Sách sẽ giúp bạn biết cách quan sát cuộc sống xung quanh, nhìn nhận chính mình, thay đổi thái độ, tự tin hơn. Từ đó bạn sẽ thấy lạc quan, yêu đời, sống thoải mái và trở thành một người giỏi giang, hạnh phúc và có cuộc đời thịnh vượng. Đọc Gen Z hạnh phúc, bạn sẽ ngạc nhiên khi tìm thấy một quyển sách dạy đời nhưng rất gần gũi, vui nhộn, dễ hiểu và đặc biệt là đúng ý thế hệ trẻ đến từng chi tiết. Hy vọng khi gấp sách lại, bạn sẽ rút ra được nhiều bài học hữu ích cho chính mình. Hết lời giới thiệu. Một, tôi có bình thường không? Đã bao giờ bạn thầm ao ước gì mình trưởng thành hơn, ước gì mình giàu có hơn, bị cha mẹ làm cho bối rối, ước gì vẻ ngoài của mình khác đi, ước gì mình có cha mẹ khác? Có bao giờ bạn cảm thấy không ai thấu hiểu mình? Bạn có từng thắc mắc rằng tại sao mình lại yêu? Trong lòng bạn có bao giờ tồn tại suy nghĩ muốn làm hại anh hoặc chị mình? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình phải học cả tá kiến thức mà sau này có thể sẽ không bao giờ cần đến chứ? Hay bạn đã bao giờ tự nhủ mình có bình thường không nhỉ? Mình có bình thường không nhỉ? Nếu đáp án cho 50% các câu hỏi vừa nêu trên là có, thì bạn hoàn toàn bình thường và cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều điều hữu ích. Để bạn cảm thấy tự tin hơn, tôi xin bật mí một bí mật, đó là có khoảng 6% thiếu niên trên thế giới cảm thấy không hài lòng với khuôn mặt hoặc vóc dáng của mình. Bạn thường tin tưởng 100% rằng người thông minh nhất sẽ là người thành công nhất. Người có cuộc sống dễ dàng và an nhàn chính là người hạnh phúc nhất. Những cô gái xinh xắn thường dễ có người yêu. Những anh chàng đẹp trai thường được các cô nàng xung quanh yêu thích. Phạm sai lầm là chuyện tồi tệ nhất trên cuộc đời. Nhưng không phải tất cả những nhận định này đều đúng. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung sách để biết thêm nhiều điều thú vị. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại mãi một hành vi. Năm 13 tuổi, tôi là một thằng nhóc to mồm, thế nên tôi gặp rất nhiều rắc rối. Những đứa con trai lớn hơn lúc nào cũng nhăm nhe muốn dạy cho tôi một bài học. Chúng ấn đầu tôi vào xô nước hoặc nhốt tôi vào tủ. Thằng Tony Ferguson còn từng trét cả đất sét vào mặt tôi. Làm sao bạn có thể giữ bình tĩnh khi mặt dính đầy đất sét, đúng không nào? Các thầy cô giáo cho rằng tôi cần học được cách kiểm soát cách nói năng. Họ bắt tôi đến gặp thầy hiệu phó. Ông có một cái roi rất to. Matthew, vì sao trở ở đây? Thưa thầy, cô Stewart bảo là em hỗn. Thế trò có hỗn không? Dạ có, thưa thầy. Tôi vừa phạt trò tuần trước rồi mà. Dạ. Thế hôm đó vì sao em bị phạt? Vì em hỗn, thưa thầy. Vậy thì cúi xuống. Đét, đét. Trò đã hiểu không được hỗn như vậy nữa chưa? Dạ rồi, thưa thầy. Và tuần sau đó, Matthew, vì sao trò ở đây? Thưa thầy, cô Stewart bảo là em hỗn. Thế trò có hỗn không? Dạ có, thưa thầy. Tôi vừa phạt trò tuần trước rồi mà. Dạ. Thế hôm đó vì sao trò bị phạt? Vì em hỗn, thưa thầy.
Vậy thì cúi xuống. Đét, đét. Trò đã hiểu không nên hỗn như vậy nữa chưa? Dạ rồi, thưa thầy. Từ những chuyện này tôi đã học được rằng nếu bản thân cứ lặp đi lặp lại mãi một hành vi nào đó, thì kết quả tôi nhận về sẽ không có gì mới hơn. Kết luận, nếu bạn muốn cuộc sống trở nên khác đi, hãy thay đổi hành vi của mình. Hết một. Tôi có bình thường không? Hai. Tại sao ta cần nỗi đau? Có một người từng hỏi tôi rằng, nếu tôi không thích sống hạnh phúc mà cứ muốn khổ sở thì sao? Tôi đáp, thì hãy cứ đau khổ đi nếu điều đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Bàn về nỗi đau. Khi bạn chẳng may cắn vào lưỡi mình, thì cảm giác đau đớn này chẳng thể nào được cho là một điều tốt đẹp. Tương tự như vậy, khi ngón chân cái bị phồng rộp lên, bạn sẽ tự hỏi, tại sao mình phải chịu đau đớn thế này? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không biết đau? Bạn sẽ cứ thế cắn vào lưỡi hoặc làm chân mình bị thương mãi ư? Nỗi đau thể xác chính là một tín hiệu báo động tuyệt vời giúp ta kịp thời ngăn ngừa những thương tổn nghiêm trọng hơn. Nó thông báo cho chúng ta rằng bạn nên thay đổi những điều đang làm. Nỗi đau tinh thần cũng mang đến cho chúng ta những thông điệp tương tự. Nếu như trong một thời gian dài ta cảm thấy cay đắng, ghen tị hoặc giận dữ, những nỗi đau tinh thần này dường như muốn nói rằng tốt hơn hết bạn hãy thay đổi suy nghĩ của mình đi. Cụ thể là đừng trông chờ vào việc lúc nào bạn bè cũng đứng về phía bạn. Đừng để hạnh phúc của bạn lệ thuộc vào bạn bè. Hãy tha thứ cho chính mình, quên hết những lỗi lầm và bước tiếp về phía trước. Sau đó, nếu không thể thành công khởi động lại mọi thứ, vậy hãy thử một phương án khác. Khi chân bị phồng rộp, thông điệp dành cho bạn đó là hãy đổi một đôi giày khác. Nếu cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thông điệp bạn nhận được chính là hãy thay đổi góc nhìn của mình. Khi bạn nhìn nhận sự việc ở một góc độ khác, cơn đau sẽ biến mất. Nhưng làm cách nào ta có thể nhìn nhận sự việc khác đi? Cuốn sách này sẽ giúp bạn có được câu trả lời. Kết luận, bất kể nỗi đau thể xác hay tinh thần, nếu bạn cứ lặp đi lặp lại một hành vi nào đó, bạn sẽ luôn phải chịu đựng cùng một loại vết thương. Tại sao tôi phải gặp rắc rối? Hầu hết chúng ta sẽ chỉ hành động khi gặp phải phiền toái hoặc thảm họa. Ví dụ, bạn là thành viên đội bóng rổ của trường nhưng thường xuyên ném bóng trượt vì bạn không bao giờ luyện tập. Rồi một hôm bạn tham gia thi đấu, đội của bạn chỉ kém đối thủ một điểm và thời gian thi đấu chỉ còn một giây. Tất cả tùy thuộc vào hai quả ném bóng của bạn. Điều gì sẽ xảy ra? Bạn ném trượt cả hai quả và chỉ muốn chết quách cho xong. Sau một hồi giận đến mức đấm vào tường, bạn bắt đầu lên kế hoạch mỗi đêm trong 3 tháng tiếp theo phải ném được 200 quả bóng. Càng lúc bạn càng ném giỏi hơn và nhanh chóng trở thành người chơi bóng rổ xuất sắc nhất đội. Tại sao vậy? Đó là bởi vì bạn đã gặp một rắc rối. Ví dụ, học lực môn toán của bạn đang bị tụt hạng. Có đến 3 bài kiểm tra liên tục bị điểm thấp. Thầy giáo cảnh báo rằng, thêm một bài kiểm tra hỏng bét nữa thì em phải chịu cảnh lưu ban đấy. Vậy là bạn đã gặp rắc rối. Bạn quyết định lên kế hoạch học toán và nhờ một người bạn dạy kèm 2 buổi mỗi tuần, đồng thời cũng làm bài tập nhiều hơn. Không bao lâu sau, tất cả các bài kiểm tra của bạn đều đạt điểm cao và bạn nghĩ điều đó không đến nỗi quá khó. Tại sao lại như thế? Đó là nhờ rắc rối đã thức tỉnh bạn. Đó chính là cách mà cuộc đời này vẫn vận hành. Chúng ta cứ thong dong sống cho đến khi một vấn đề nào đó trở nên trầm trọng, bắt buộc ta phải hành động. Ngay lập tức, ta trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước khi gặp vấn đề. Chúng ta học được nhiều điều từ những thất bại hơn là từ những thành công. Những tai họa khiến ta chú ý và bắt tay vào hành động. Kết luận, không phải rắc rối nào cũng là điều tồi tệ. Những nỗi thất vọng. Bạn làm thế nào để giải quyết những nỗi thất vọng? Bạn ứng tuyển một công việc bán thời gian, nhưng bạn của bạn lại được tuyển dụng. Bạn vừa mua chiếc xe mới cống thì tuần sau nó đã bị mất cắp. Hoặc bạn yêu anh chàng nhà bên, nhưng anh ta lại yêu cô gái nhà đối diện. Khi những tình huống như thế xảy ra,
bạn có thể chọn một trong số những lựa chọn sau. Tự hỏi, tại sao những việc tồi tệ cứ luôn xảy đến với tôi? Điều này khiến bạn mắc kẹt trong cảm giác tự thương hại chính mình, là lựa chọn của những người cam chịu thất bại. Khi chúng ta cảm thấy thương hại bản thân, ta thường chẳng làm gì để giải quyết vấn đề. Tự nhủ rằng, không phải lỗi của mình. Đây cũng là một lý do để bạn không làm gì cả. Ngay cả khi đó không phải lỗi của bạn thì câu hỏi là mình sẽ làm gì để xử lý vấn đề này? Tự hỏi, mình học được gì từ tình huống này? Đây chính là phương án thích hợp để bạn lật ngược vấn đề. Bạn đặt cho mình những câu hỏi như, tôi học được điều gì? Tôi có thể làm gì nữa? Ai là người có thể giúp đỡ tôi? Sau đó, bạn lên kế hoạch để giải quyết vấn đề tốt hơn trong tương lai. Nếu chọn tin hoặc giả vờ tin rằng mỗi sự kiện xảy ra trong đời mình đều có mục đích, bạn sẽ học được nhiều từ những nỗi thất vọng. Chúng ta sinh ra không phải để chịu trừng phạt, mà là để học hỏi. Kết luận, bạn sẽ không bao giờ bị đánh bại cho đến khi bạn chọn bỏ cuộc. Buộc tội người khác. Khi bạn nói, thành tích môn lịch sử của tôi thấp là do lỗi của giáo viên, thì điểm lịch sử của bạn có thể nào khá hơn không? Hay bạn cho rằng, nguyên nhân khiến tôi không có tiền là do ông chủ trả lương quá thấp? Cách nói này có giúp ích gì cho bạn không? Liệu nó có giúp bạn tích lũy được nhiêu tiền? Khi buộc tội người khác, chúng ta thường chẳng làm gì nhiều để thay đổi tình hình, vì thế vấn đề vẫn sẽ luôn tồn tại. Fred nói rằng, tôi không có bạn, chẳng ai hiểu tôi cả. Nghe cứ như anh ta chẳng có trách nhiệm gì đối với chuyện này, và trong khi buộc tội người khác, Fred sẽ lại tiếp tục cô đơn vào những cuối tuần. Mary nói, tôi biết cõi lòng mình vô cùng đau khổ, đó là do lỗi của mẹ tôi. Đây cũng là công thức thường thấy ở những người đau khổ, và việc trách móc cha mẹ chẳng thể nào khiến tình huống tốt lên. Bất cứ khi nào bạn gặp rắc rối, hãy tự hỏi, mình có chịu trách nhiệm phần nào trong việc này không? Làm cách nào để chuyện này không bao giờ xảy ra nữa? Đây là những câu hỏi mà những người thành công sẽ tự hỏi mình. Những gì xảy ra với bạn không quan trọng bằng cách bạn nhìn nhận sự việc. Trường hợp thứ nhất, anh bạn John Ford của tôi sinh ra đã không có cả hai cánh tay. Anh ta học thạc sĩ ngành viễn thông và tham gia giảng dạy tại nhiều công ty và trường học trên khắp thế giới. Anh không bao giờ thắc mắc, tại sao tôi sinh ra đã không có tay? Anh chỉ tự hỏi, mình phải làm gì để khắc phục khó khăn này? Những công việc bạn thực hiện bằng tay như chải tóc, đếm tiền, lái xe hay mở cửa, anh đều làm bằng chân. Đi ăn nhà hàng Trung Quốc với John rất thú vị, vì trong khi những người khác dùng muỗng hoặc nĩa và cho rằng đũa rất khó sử dụng, thì John có thể dùng đũa bằng chân một cách tài tình. John nói, tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình, nếu không có những thách thức từng trải qua, thì tôi sẽ không phải là tôi nữa. Trường hợp thứ hai, Tony Christensen là một vận động viên lướt ván có tên tuổi, vận động viên bơi lội vô địch, có đai đen taekwondo, từng vô địch giải đua xe tốc độ, một phi công giỏi, một doanh nhân thành đạt và là cha của ba đứa trẻ. Nhưng Tony không có chân. Vào năm 9 tuổi, trong một tai nạn tàu hỏa thảm khốc, anh đã vĩnh viễn mất đi đôi chân. Vậy triết lý sống của Tony là gì? Đó là đừng bao giờ nói tôi không thể. Giả sử cha bạn đột ngột tuyên bố với cả gia đình rằng cha có một công việc mới ở Peru, chúng ta phải chuyển đến đó sống. Bạn đáp lời, không, con sẽ mất hết bạn bè. Cuộc sống của con sẽ hỏng bét mất. Ở Peru, con biết mua bánh mì nhân thịt để ở đâu? Khi bạn nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng ra làm sao cả, nó sẽ diễn ra đúng như vậy. Nếu bạn thay đổi quan điểm và nghĩ, đây hẳn là một cuộc thám hiểm mà một người trẻ tuổi như mình sẽ rất thích. Mình sẽ học tiếng Tây Ban Nha, sẽ tập ăn những món ăn khác và bạn bè sẽ đến đó thăm mình. Bạn thay đổi thái độ và cuộc sống của bạn cũng thay đổi theo. Kết luận, mỗi tai họa xuất hiện trong đời bạn chưa hẳn sẽ là tai họa, vì hoàn cảnh có thể khiến bạn thay đổi quan điểm về việc gì đó. Hết 2. Tại sao ta cần nỗi đau? Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao.
kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.